Nhưng thưa quý vị thân mến, thì để tiếp tục về kỹ sử cây bonsai, hôm nay Long quay trở lại vườn bonsai Ngọc Cường ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nữa quý vị, để quay và gửi tới quý vị một số tác phẩm. Thì cách đây cũng mấy tháng rồi Long có quay vườn bonsai Ngọc Cường, thì cũng rất là được nhiều quý vị và con cô bác đón xem ủng hộ. Hôm nay thì vườn đã thay đổi hoàn toàn. Long cùng ghé và quay lại gửi tới những tác phẩm ở đây cho quý vị và con cô bác ngắm nhìn. Thì những ai mà trước đây có ghé vườn bonsai Ngọc Cường rồi thì cũng có thể mình xem lại và cũng có thể là bỏ qua clip này quý vị nhé. Đây là phần tổng quan về khu vườn. Long quay xíu về phần tổng quan, sau đó Long đi quay chi tiết từng tác phẩm cho quý vị và con cô bác mình ngắm nhìn. Bên này thì khu vực tùng La Hán rất đẹp, thì những tác phẩm tùng đó thì Long sẽ để vào một clip quay chi tiết và để vào một clip cho quý vị và con cô bác mình, tại vì những tác phẩm tùng rất là đẹp và có giá trị ở bên kia, thì để vào clip này thì nó cái video nó sẽ dài quá, nên là Long lát nữa Long chỉ quay sơ thôi quý vị nhé. Đây, tổng quan về một tác phẩm đầu tiên tại khu vườn là một tác phẩm cây ổi. Cây ổi này đặc biệt thì nó có những cái mảng, có những cái mảng u bướu, và cái đường huân của nó thì cái đường huân của tác phẩm cây ổi này nó trên 200 quý vị. Đây, những mảng u bướu liên lạc và những cái nốt nú đó thì mỗi ngày nó càng nở ra quý vị. Đây, một cái mảng khối u này quý vị, khối u của nó như thế này. Cái này không biết có phải là tích tụ phát lộc hay không, nhưng mà Long nhìn thấy đúng là một cái tác phẩm rất là đặc biệt. Nó một cái mảng u từ bên này qua quý vị, mảng u nó qua từ bên này to lắm quý vị nhé, bàn tay của Long vê mà vê mãi mà vẫn hết, to cực kỳ to. Đó là một cái mảng u bướu, những nốt nú của nó to bằng nắm tay đấy. Cái ổi này thì đặc biệt thì nó cứ nổi nú các cái nú đó quý vị. Đây cũng là một mảng u bướu ở đây, tích tụ phát lọc không đây, to lắm quý vị nhé. Đây quý vị, những cái mảng u như thế này, những khối u như thế này, khối u liên lạc. Trên thì các cái bộ bóng tay bóng tàng thì cũng được cắt giật. Tác phẩm nhìn rất là hay hoa. Cái này đường vân của nó trên 200 quý vị nhé. Cái này chắc cũng phải 220, 250 luôn. Lớn cực kỳ lớn. Đây, ông đo thử là được mấy găng tay, 1 găng, 2 găng, 3 găng, hơn 3 găng tay quý vị. Đó là đường kính nhá, đường kính của thân là hơn 3 găng tay rồi. Nhưng mà cái này thì cái thân của nó rất là lớn nha, nó tính nó cũng phải trên 200 á. Đấy, qua bên này nó cả khối u nó liên lạc qua tới bên này, này. Kinh khủng. Cây thì nó là không có thẻo gì quý vị nhé. Đấy, Long thấy tác phẩm nó cũng khá là đặc biệt đó, quay kỹ tác phẩm này chút xíu. Tác phẩm cây ổi, những đường cắt giật tạo cái dòng thể đuôi ếch. Ổi này cái dòng ổi gì còn điều đặc biệt thì cái thân của nó thì quá là đặc biệt rồi. Cũng phải đứng xa mãi tích đằng này mới lấy hết được cái bóng của tác phẩm cây ổi này. Rồi thì không để quý vị và con cô bác mình đợi lâu, Long quay một số tác phẩm phía trong này. Rất là nhiều tác phẩm. Tác phẩm cái tùng La Hán, cái này cũng lớn. Siêu luân lực. Đường vân nhau rơi vào 70. Kia một số tác phẩm tùng La Hán. Rất đẹp. Một tác phẩm mai chiếu thủy, cái này tông cao dạng văn nhân,
cũng rất là điều nghệ. Số tác phẩm cây canh thắng thì quý vị nhìn qua thì cũng biết được cái tác phẩm, những cái tác phẩm cây canh thắng này cũng rất là giá trị. Cây liên lạc lớn, không có vết thèo nào quý vị. Tất cả những cái cây trên này thì nó đã bó lại hết rồi, không còn vết thèo nào luôn. Bó xù ra rồi, ra này đừng hoàn nâu cũng rơi vào rồi. Chắc cũng tầm 90 đến 1 mét, lớn cực kỳ. Tay bông tàng thì nhìn nó phê. Phần rất ngon này. Tiếp bên này cũng là một tác phẩm cây canh thắng. Cái này khổng lồ luôn. Cái này thì khổng lồ luôn đó quý vị. Thèo thì nó bó gần sát rồi. Tác phẩm to lớn như thế này nhưng mà cái thèo nó bó gần hết luôn rồi. Tay bông tàng nhìn. Đấy, cây hiện tại được nhặt lá sạch, nhìn rất là tổng quan. Cái này đường hoành nó cũng rơi vào chắc chầm mấy 200 luôn quý vị. Rồi đo được mấy găng tay, 1, 2, 3 găng tay chắc cũng rơi vào gần 200. Kinh khủng cái tác phẩm cây canh thắng này. Đó là một quá trình để mà tạo dựng nên một tác phẩm đẹp như thế này. Rồi thì để chúng ta sẽ quay sơ về khu vực phía trong. Cái này không biết là cái gì, mặt giấy. Cái bông giấy cũng rất là tàng thiên nhiên, rất là dày. Thì nhất là bước tới vườn bonsai Ngọc Cương thì nhìn sơ qua cái cách bài tiết, các cái đôn, các cái chầu cũng rất là thẩm mỹ, rất là đẹp. Thứ hai cũng là có rất là nhiều tác phẩm giá trị tại nhà vườn. Thì clip lần này nó quay tổng quan về khu vườn để cho quý vị bà con cô bác mình ngắm nhìn. Ai mà yêu thích lựa chọn được tác phẩm nào thì có thể liên hệ với bonsai Ngọc Cương để mình giao lưu những tác phẩm ở đây. Thì nó lia sơ về những cái khu vực cái tung lá hán ở ngoài này. Những cái tung lá hán này thì nó sẽ dành riêng cho nó một clip, nhưng mà ở đây thì Long chỉ quay sơ thôi quý vị nhé. Một cây nguyệt quế này, cây nguyệt quế rất là lớn, bông tay bông tàng dày, những cái tung lá hán rất đẹp. Tung lá hán ở đây thì nó là thuộc loại đẳng cấp rồi, không phải chế đâu được nữa, được làm theo kiểu bonsai luân lực. Những tác phẩm tung có đường huân nó, ví dụ giống cây này nó rơi vào cả chấm á quý vị. Mình nó rơi vào cũng không tới trăm đâu, 80-90 á. Thì những tác phẩm tung này quý vị có thể truy cập vào kênh Chu Long để xem lại. Thì có thể Long sẽ phát sau cái video này, quý vị đón chờ vào cái video sau quý vị nhé. Những tác phẩm cái tung mà nó cũng rất là đẹp á. Già rồi, đặc biệt thì những cái tung ở đây thì nó đều được cắt giật chứ không có vế cái gì nhé. Vực bên này một cây mỹ hồng, cái này mỹ hồng cũng khá lớn, cái này cột hành lớn lắm á. Cái này phải chắc là phải 40 anh nhỉ, cái huân nó phải 40 không ta, cái huân nó có được 40 không ta, 40 anh lên này nha, to hả, cái mỹ hồng. Cái sâm núi, cái này trái hay bóng về ấy nhá? Trái. Trái hả? Cái này kinh khủng nhỉ. Sâm núi trái, cái này cũng là hàng nhiều tiền đấy ha. Dạ. Sâm núi trái mình thế này thì quý vị. Già lắm rồi. Đây một số cái tác phẩm máy chiếu thủy. Máy chiếu thủy này thì hiện tại đang còn nuôi thêm về bộ giảm chi, có thể tạo ra được một tác phẩm cái giảm huyền hơi độ nhẹ cũng rất là đẹp đó. Cái thì gần như là liền lạc hoàn toàn, không có thẻo đâu quý vị nhé. Có cái thẻo này khá lớn, phần khá lớn.
rất là nhiều tác phẩm Mai Du Thủy ở bên này nữa này. Tác phẩm cây linh sam. Ồ, cây linh sam này đặc biệt thì nó các cái đường rễ nó len lỏi trong đá quý vị. Rất điều nghệ. Ghê nhỉ. Mai Du Thủy đổ siêu luôn. Này như là đổ cuốn trầu luôn quý vị. Tuy nhỏ nhưng mà nó là tác phẩm tương lai, đổ cuốn trầu. Đang ngâm vẽ cái cây này. Cây rất là liền lạc. Đây là những cây tương lai đang ngâm nuôi. Ồ, một tác phẩm cây linh sam mà có thể nói là rất đặc biệt, được quấn đá. Ồ, nhìn những đường rễ của nó bám víu là vào những cái kẻ đá, lên lỏi kẻ đá, nhìn cũng rất là nghệ thuật đó quý vị. Cái này là cái linh sam. Đấy, những đường rễ nó quấn nó bám víu vào hòn đá. Cái này cũng nuôi lâu lắm rồi, tại vì những lúc rễ nó bám đá rất là chặt rồi. Nuôi lâu lắm rồi quý vị. Linh sam. Đẹp, dạng cũng rất là nghệ thuật, hơi ngả ngựa, rất là nghệ thuật quý vị. Tác phẩm cây nghệ thuật, cái này để một cái tiểu cảnh ở dưới này nữa, nhìn nó hài hòa hơn nữa này. Đây một ông sư chống tay lên cái bộ cảnh này, đây là mình liên tưởng ra một cái tiểu cảnh để cho nó đẹp, cho nó phù hợp hơn. Khu vực ngoài này thì những cái phôi quý vị, khu vực ngoài này thì một số tác phẩm cái phôi hiện tại đang nuôi dưỡng. Phôi Mai Chiêu Thủy cũng rất là lớn. Thì đang nuôi dưỡng. Thế hôm nay tới vườn bonsai Ngọc Cường thì Long chỉ quay sơ một số tác phẩm để quý vị và con cô bác mình ngắm nhìn một chút xíu thôi. Tất cả những tác phẩm ở đây thì Long để thông tin của bonsai Ngọc Cường. Quý vị có thể liên hệ với bonsai Ngọc Cường để có thể là lựa chọn một tác phẩm nào vừa ý quý vị nhé. Tại vì hôm nay thì không có anh Cường ở đây nên Long cũng không tiền hỏi giá những tác phẩm ở đây được. Thì mong quý vị và con cô bác mình xem link cũng thông cảm cho. Rất cảm ơn quý vị và con cô bác mình. Và bây giờ thì Long cũng xin kết thúc clip tại đây quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.